Khi bệnh trở nặng, tôi báo với chị Giang, anh Thành cùng gia đình ngoài Bắc vào với ông. Còn bà Thanh lúc đó mất rồi. Hàng ngày cả nhà đều túc trực trong viện vì biết ông sắp đi. Đầu tháng 3, ông không còn ăn được nữa. Căn bệnh ung thư giai đoạn cuối khiến ông ngày một đuối sức dần. Các con trong Nam, ngoài Bắc không dám rời xa giường bệnh. Hôm ấy thấy tôi vào, anh Thành bảo, anh Vịnh ơi, giờ bố không ăn được, ông lười ăn lắm. Nấu gì ông cũng không ăn, tôi nói với ông ba thưa chú chú chưa chết được đâu bây giờ người ta có thuốc hiện đại lắm nhưng chú phải ăn để có sức khỏe còn giúp bọn cháu ông lơ mơ bảo ừ ông ừ nên tôi yên tâm ra bảo mọi người nấu gì cho ông ăn dặn nấu món mà hàng ngày ông thích tối đó anh thành gọi điện bảo anh nói thế nào mà bố cô ăn ba bát súp giờ trướng bụng lên không đi ngoài được phải thụt tháo tôi sợ quá từ đó không dám động viên ông ăn nữa ông ăn là vì tôi bảo ông phải giữ sức khỏe ở lại với tôi để cùng vượt qua những khó khăn nhất của ngành mình. rồi tôi ra Hà Nội. ngày ông ba mất tôi không có trong đó. sau này tôi hỏi chị Giang những ngày cuối đời ông ba dặn dò gì các anh chị không? chẳng biết ông có dặn cậu Thành gì không nhưng ông chẳng dặn gì chị cả. ngày nào chị cũng vào nhưng chủ yếu bố dở xem tài liệu, chị ngồi cạnh thỉnh thoảng nói chuyện với bố. bố chỉ nói nhiều nhất khi vịnh vào lúc ấy cảm giác như hai người là tình nhân với nhau không dứt ra được trong khi các con ở bên thì bố chỉ gật đầu con đi làm đi con đi ăn đi chị nhớ vịnh còn dặn ông nói gì thì ghi âm nhé nhưng bố có nói gì đâu ngoài lúc nằm trên giường bệnh thì lúc nào dậy được là bố chắp tay đi đi lại lại có lúc đi ra hành lang chị giang cũng kể một câu chuyện rất ám ảnh những ngày cuối đời của ông ba lúc đau bố không hề kêu than chỉ nghiến răng thôi nghiến đến nỗi rơi cả răng ra. Chị kể, thấy bố ho một cái mà cái răng văng ra ngoài, chị bảo: "Thành ơi, răng của bố." rồi nhặt gói lại. Khi bố mất, chị để chiếc răng ấy vào trong áo quan. Ngày ông ba mất, tôi không có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi nghe tin, tôi bay vào ngay. Đầu tiên gặp gia đình, tôi xin phép gia đình đứng ra làm đám tang cho ông, đúng như ý ông muốn, đúng với tính cách của ông, giản dị. Đám tang của ông Ba diễn ra giản dị đúng như con người của ông, như cuộc sống của ông. Chỉ có điều tôi rất bất ngờ là tất cả các đồng chí lãnh đạo, kể cả người đã nghỉ hay đang tại vị, đều đến viếng hoặc gửi vòng hoa, thư, điện chia buồn với những lời lẽ thương tiếc kính trọng ông. Đám tang của ông Ba cũng có rất đông người đến tiễn đưa, có rất nhiều người lạ mặt, những người chỉ biết ông qua loạt bài trên báo Thanh niên. Đám tang ấy tuy buồn nhưng lại là kỷ niệm rất ấm áp về tình anh em đồng đội của chúng tôi những người từng phục vụ ông ba tục lệ trong nam là khi một người thân mất gia đình thường để linh cữu ở nhà tang lễ qua đêm mọi người đến ăn cơm uống rượu chia sẻ với nhau những kỷ niệm về một người đã mất ở đó tôi gặp lại tất cả những người đồng chí đồng đội của tôi từ khi ở campuchia mà lâu lắm rồi tôi không có dịp gặp lại vì người đã chuyển sang đơn vị khác người nghỉ hưu người ra quân người trong nam người ngoài bắc người ở miền trung người ra nước ngoài gần như tất cả mọi người tôi biết từ thời ở campuchia đều tụ hội về tối hôm ấy một đêm của ông ba tất cả mọi người ngồi uống rượu mọi câu chuyện đều hướng về ông ba những kỷ niệm về ông ba ngày xưa được làm gì với ông ba ngày xưa bị ông ba la như thế nào ngày xưa sợ ông ba ra sao mọi người gần như sống lại cả cuộc sống mà ông ba gắn bó ở chiến trường campuchia ông ba có hai quãng thời gian dài nhất và đáng nhớ nhất. Đó là trong địch hậu. Như lúc ấy thì ông không có bạn mà chỉ toàn là địch. Quãng thời gian đáng nhớ thứ hai là ông hoạt động ở Campuchia và sau đó trở về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó tất cả chúng tôi quây quần xung quanh phục vụ ông và được ông dạy bảo rèn rũa nên người. Lúc đó chúng tôi đều chung cảm xúc hụt hẫng, mất mát những kỷ niệm về ông ba ùa về, đan sen trong mỗi chúng tôi. Sáng hôm sau ngày ông ba mất, tôi bảo cậu chất. Mười mấy năm cậu phục vụ ông, giờ vào thay quần áo cho ông, rồi bế ông ra ngoài này, chứ đừng để ông ra bằng băng ca. Ông được chất bế ra, chúng tôi đi theo sau. Lúc đó chỉ có tôi và tư ẩn cùng gia đình và vài người thân. Sau đó chúng tôi tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng có một câu chuyện mất rồi mà ông vẫn làm tôi sửng sốt bất ngờ sau khi làm lễ tang thì cậu quang con út của ông đến đưa cho tôi phong thư bảo anh nam ơi bố gửi cho anh bức thư bố dặn khi bố chết rồi hãy đưa cho anh tôi cầm bức thư tay run lên vì không biết ông trăng chối điều gì lại còn dặn là chỉ khi chết mới được mở thì chắc là phải nghiêm trọng lắm bởi vì ông tỉnh cho đến phút cuối cùng rồi cứ thế ra đi trong im lặng khi tôi mở thư ra, ông viết Tôi còn tiêu chuẩn một suất đất 40 mét vuông Đề nghị cậu cấp cho chị thương và làm thủ tục giúp tôi Ba Quốc Tôi quay sang than với Quang Trời đất, ông ra kỳ cục Không bảo tao một tiếng tao cấp cho liền Nói từ đầu chứ khi đi rồi mới bảo Tưởng ông viết chăng chối gì hóa ra chuyện này Không, bố dặn thế là em biết ý bố rồi Cuối cùng thì cũng hiểu ông không muốn chúng tôi cấp cho chị thương miếng đất khi ông còn sống như thế ông cảm thấy gây sức ép cho tôi nhưng có lẽ lúc đó các con ruột của ông như chị ra ngoài này hay anh quang trong kia cũng chưa có đất nên việc ông cho con dâu đất sẽ gây khó xử trong gia đình bởi vậy nên ông mới viết dặn tôi đấy là tôi nghĩ thế một cử chỉ đẹp cuối cùng của ông là lo cho người con dâu một người phụ nữ chỉ vì chống tham nhũng mà bị kẻ xấu thù hằn thuê côn đồ tạt axit nên cả đời chịu khổ. Tôi đã đọc lại những trang ghi chép này không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc, tôi thấy vừa thiếu lại vừa thừa. Điều quan trọng nhất muốn nói thì lại chưa đúng ý mình. Đó là những bài học cuộc đời mà qua gần gũi với ông Ba Quốc, tôi đã thu nhận để được chui rèn bản thân, trở thành người có ích trong quá trình phụng sự tổ quốc, quân đội và ngành tình báo. Nhưng rồi tôi ngẫm lại, Viết về một con người như ông Ba Quốc vô cùng khó, chiêm nghiệm được những bài học từ ông lại càng khó hơn. Tôi quyết định không nói gì thêm mà chỉ đơn giản kể lại những câu chuyện mà mình được biết, được nhìn, được nghe và được hiểu trong quãng thời gian tròn 20 năm được gần gũi với ông Ba. Tôi nhớ câu nói cuối cùng của ông Ba trong cuốn sách: "Tình báo không phải là nghề của tôi. Đối với ông, có hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là tình yêu và lý tưởng." Tình yêu chỉ có một và lý tưởng cũng chỉ có một mà thôi. Tình yêu của ông ba là tình yêu tổ quốc, tình yêu gia đình, tình yêu dành cho cái đẹp và lẽ phải. Lý tưởng của ông cũng vậy. Điều cao nhất ông hướng tới là hy sinh tất cả những gì mình có để đất nước có độc lập và hòa bình. Người dân được hưởng hạnh phúc. Cuộc đời ông Ba Quốc, người thầy chân quý của tôi là như vậy. Trí tuệ, bản lĩnh, hy sinh vì lý tưởng, và sống chết vì tình yêu một người thầy một cuộc đời đức độ nhân văn và rất đỗi bình dị